Mình còn lại gì sau tất cả? Bài đọc được thực hiện bởi kênh YouTube Tài chính Tâm An của Fimi.vn. Nội dung được lấy từ kênh Facebook của Nghệ Classic và đã được tác giả cho phép. Chị ơi, em bị ung thư rồi. Tin nhắn từ một đứa em quen của vợ tôi vào ngay cuối tuần rồi, lúc vợ chồng tôi đang gần ăn xong bữa tối. Tôi khựng lại vài giây, còn vợ tôi thì mắt đỏ hoe, rồi cả tối, lâu lâu chảy nước mắt thì thấy tội em nó quá. Hai đứa con thơ ở lại biết làm sao? Các bạn thấy đấy, cuộc đời luôn bất ngờ như thế. Dù các bạn đang đứng đâu trong game đời này thì tất cả đều phải cúi đầu trước cái chết cả. Cả đời chúng ta sẽ có 4 lần cúi đầu. Lúc nhỏ thì chúng ta học cách cúi đầu trước cha mẹ, ông bà, thầy cô, những người nuôi dưỡng và dạy dỗ chúng ta. Lớn lên, bước ra đi làm thì chúng ta học cách cúi đầu trước cuộc đời, học cách đối đãi sao cho đàng hoàng tử tế. Dù không muốn cúi thì đời cũng sẽ dập cho các bạn phải cúi đầu khuất phục mà thôi. Nói chính xác, giai đoạn này là cúi đầu vâng phục với những luật chơi của cuộc đời. Cái cúi đầu thứ ba, nó có thể đến rất sớm hoặc rất trễ. Đó là cúi đầu trước cái chết của chính mình, hoặc nhẹ hơn là cúi đầu trước cái chết của những người mình rất thương yêu. Cha mẹ, vợ chồng và có thể là con cái. Còn cái cúi đầu cuối cùng thì tôi xin phép được chia sẻ trong một dịp khác. Thật ra sau khi trải qua cái cúi đầu thứ hai, mà người ta hay gọi là biết mùi đời rồi, thì chúng ta đã bớt được ảo tưởng đi một phần nào, khiêm nhường đi một tí, rộng lượng đi một tí và biết buông đi một tí. Tuy nhiên, chỉ đến khi nào thực sự cúi đầu với cái chết thì các bạn mới cảm nhận được rõ những điều tôi đang nói mà thôi. Vậy sau tất cả những gì đã cố gắng thì chúng ta còn lại gì? Trước cái chết, người các bạn rất thương đều phải bỏ lại, và cả người các bạn oán thù cũng phải bỏ lại hết. Thành tựu A, danh vọng B, tài sản C, tất cả anh em đều phải để lại tất cả. Cái duy nhất các bạn mang theo được là những gì còn động lại trong chính tâm hồn của các bạn. Cúi đầu trước cái chết với sự thảnh thơi hay cúi đầu trước cái chết với sự tiếc nuối, tất cả là do các bạn chọn ngay ngày hôm nay, vì cái chết không có thời hạn, nó đến là đến, không cho các bạn sự chuẩn bị gì cả. Tôi vẫn hay biên, tất cả những gì chúng ta đang cố gắng có được trong game đời này giống như xây lâu đài trên cát, rồi sẽ có ngày cơn sóng biển sẽ dập tan tất cả. Nên những gì còn động lại với các bạn chỉ còn là những bài học trong tâm trí mà thôi. Thời nay, người ta căng thẳng phiền não nhiều, không phải do game đời càng ngày càng khó lên, mà do tự chính chúng ta làm ảo chính mình nhiều hơn, thông qua việc suy nghĩ, ở đời thì chúng ta phải có cái này, có cái kia, thì mới đáng sống. Nhưng có đáng sống hay không, thì tất cả đều phải cúi đầu trước cái chết hết, các bạn phải khắc ghi điều đó. Xã hội bây giờ khiến người ta dễ so sánh với nhau nhiều hơn thông qua không gian online, đâm ra tâm sân và đố kỵ diễn ra rất mạnh. Nó đẩy chúng ta đi rất xa và sâu hơn trong các ảo tưởng về cuộc đời này. Tất nhiên, bây giờ đang ổn thì các bạn chưa cảm nhận được sự bất lực trước cái chết đâu, nhưng nó sẽ đến, không chừa ai cả. Nghĩ về cái chết, không phải để làm các bạn tiêu cực hơn, mà là để các bạn nhận thức rõ hơn, sáng mắt hơn, nếu thời hạn mình sắp hết, thì chúng ta nên làm gì ngay bây giờ khi còn sống. Chắc chắn, khi nghĩ nghiêm túc về nó, các bạn sẽ không còn hối hả như bây giờ nữa đâu. Các bạn vừa nghe xong bài đọc Mình còn lại gì sau tất cả. Bài đọc được thực hiện bởi kênh YouTube Tài chính Tâm An của Fimi.vn với nội dung lấy từ các bài viết trên trang Facebook Nghệ Classic. Xin hẹn gặp lại các bạn ở các bài đọc tiếp theo.